Kẹo chơi gì vậy? Chơi nhà. Nhà gì đứt rồi? Bể nhà ai kìa? Chúa. Chúa sống rồi. Đi ngủ nha. Thôi. Ngủ nha. Làm gì vậy? Chui đâu mất tiêu rồi? Qua đây nè. Qua đâu vậy? Qua đây nè. Hello. Cái nhà gì vậy trời? Giống cái cậu ỉa quá vậy. Liền chui hả? Liền liền. Sao con chui ra vậy? Em đang đâu? Cái nhà giống cái cậu ỉa của cái chó. Ê. 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 Tôi muốn chết luôn đi. Ai hớt tóc cho kẹo đẹp quá vậy? Mẹ. Mẹ hả? Hớt kiểu gì vậy? Giống hiệu quái à. Giống hiệu quái hả? Kiểu gì vậy? Kiểu gì vậy? Cái chuồng giống cậu ỉa quá. Cái chuồng giống cậu ỉa. Ủa, thấy chưa? Thấy chưa? Thôi muốn chết rồi. Thôi muốn chết luôn hả? Cái nhà này giống cậu ỉa quá. Ai hớt đầu cho con với anh hai với ba vậy? Dạ hả? Ai hớt cho con với ba với anh hai? Làm cá cho ai ăn vậy? Cho em ăn. Cho em ăn hả? Con cá gì với em? Cá phi. Ui giỏi quá, biết cá phi luôn hả? Gai vậy? Mở cửa ra coi. Ai nói con mà con biết con cá phi vậy? Ai nói vậy?